Làm thế nào ngồi tại nhà mà vẫn có thể đi xem đất một cách rất là chân thật và trực quan? Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Kim Châu, chuyên gia đất nền ven biển Nha Trang, Cam Lâm. Ngày hôm nay, biết được xu thế của thị trường, các anh chị đang quan tâm đầu tư về phân khúc đất nền với tính thanh khoản cao và an toàn pháp lý. Và thị trường Cam Lâm vẫn luôn là một mảnh đất màu mỡ thu hút rất là nhiều các nhà đầu tư từ các tỉnh phía Bắc, các tỉnh phía Nam và các tỉnh lân cận xung quanh ở Khánh Hòa. Chính vì điều đó nên là hiện tại công ty Châu đang triển khai một cái phần mềm giúp cho các anh chị ở xa vì dịch bệnh không thể di chuyển đến trực tiếp xem đất. Ngoài hình ảnh, ngoài video như cách làm trước đây, thì hôm nay công ty Châu triển khai qua một ứng dụng mới có tên là VR 360 độ giúp các anh chị có thể xem hết toàn cảnh vị trí đất ở đây một cách rất là chân thật, trực quan, từng vị trí, từng ô đất và pháp lý chuẩn từng khu hạ tầng ở đây rất là chân thật bằng hình ảnh flycam mà công ty Châu đã trang bị rất là khá nhiều chi phí giúp các anh chị khách hàng có một cái nhìn tổng thể hơn. Và sau khi xem được cái video này của Châu, các anh chị có thể là sau này khi đi mua bất động sản ở bất kỳ đâu mà ở đó người ta trang bị công nghệ VR 360 độ này thì các anh chị cũng có thể là dễ dàng thực hiện các thao tác. Ngày hôm nay Châu sẽ giới thiệu cho các anh chị về các thao tác và các hướng dẫn khi các anh chị xem bằng phần mềm này sẽ xem như thế nào để đúng chuẩn và chúng ta không bỏ qua được các tiện ích trong phần mềm nha. Và bây giờ thì xin mời các anh chị cùng đi theo Châu. Đây là giao diện chính, địa chỉ trang web là fastmotion.vn, 360 độ ở Cam Hải Tây. Đây là sản phẩm đầu tiên mà áp dụng công nghệ mới này. Thì trên màn ảnh của các anh chị đang thấy đó là có ảnh có chỗ quốc lộ 1A có hình cái ghim màu đỏ nè, còn có ô B19 là màu trắng, là B18 là màu xanh lá cây. Tại sao có những màu như thế? Là để phân biệt những ô màu trắng là những lô mà sản phẩm công ty Châu đang phân phối, còn những lô màu xanh là những lô đã bán. Còn cái những cái ghim ở đây trên màn ảnh á thì các anh chị có thể là nhấp vào và sẽ đưa chúng ta đi thẳng trực tiếp đến vị trí đó luôn nha. Và bây giờ thì Châu sẽ tắt cái màn hình hướng dẫn này. Rồi, ở đây sẽ có các cái ô như thế này. Đây, hướng dẫn sẽ có cái phần ở dưới góc góc trái bên trái này, góc dưới bên trái sẽ có các ô là hướng dẫn và bật tắt thuyết minh. Nào, nếu mọi người muốn nghe thuyết minh thì chúng ta có thể bật lên, còn không muốn nghe thì có thể là tắt lại. Và hướng dẫn là có bảng này ha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết nha. Rồi, ở đây chúng ta phải hiểu rõ công cụ. Khi mà mở lên á, thì sẽ mở đứng ngay chỗ vị trí đất luôn nè các anh chị. Thì phần mềm này sẽ giúp cho các anh chị ở xa đang quan tâm đầu tư tại khu vực Cam Lâm mà cụ thể hơn là vị trí đất nền Cam Hải Tây này thì có thể hình dung được vị trí các lô đất. Các cái ô màu xanh này là đã có chủ rồi nha các anh chị. Sẽ còn những cái ô màu trắng như thế này này. Màu trắng thì sẽ có sổ. Và điều gì khi mà Châu click vào đây? Bây giờ thì trước khi khám phá về các tiện ích xung quanh thì chúng ta sẽ coi trực tiếp khu đất nha. Ở đây á, là những ô màu xanh này đã bán rồi, đã hiện lên đã bán thì không hiện ra các sổ. Ví dụ như ô B14 này này thì còn thì sẽ hiện ra sổ lô B14 và sẽ xem được trực tiếp sổ, thông tin sổ, hướng và kích thước, chiều dài, chiều rộng của sổ luôn và thời gian ra sổ nữa, rất là tiện dụng đúng không các anh chị? Phần mềm này cho thấy cực kỳ tiện lợi cho các anh chị nhà đầu tư luôn. Chúng ta ngày trước chúng ta muốn mua thì chúng ta phải đặt vé máy bay và chúng ta vào xem đất. Có khi chúng ta thích vị trí đất đó quá thì chúng ta mua không sao, mà nếu không thích thì chúng ta đã bỏ rất nhiều thời gian đi vào đây, bỏ rất nhiều chi phí vé máy bay đi lại nữa. Thì ngày hôm nay có cái phần mềm này sẽ giúp tiết kiệm cho các anh chị rất là nhiều chi phí và thời gian đúng không ạ? Và bây giờ thì cùng xem sổ với Châu nha. Địa chỉ là thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nè. Diện tích là 109,6 mét vuông. Đất là ở tại nông thôn, sử dụng riêng không có tranh chấp ha. Thời hạn sử dụng là lâu dài. Và hướng của vị trí đất này là hướng hướng Tây Bắc. Rồi, các anh chị thấy không, ở đây là có bảng kê tọa độ đầy đủ là 1 tới 2 là ngang 5, dài là 20
21,9 thì gần 22 mét vuông. Sổ ra ngày mấy? Sổ ra ngày 21 tháng 6 năm 2021 này các anh chị. Rồi, rất là tiện dụng luôn đó. Bây giờ thì cháu sẽ tắt lại, tắt nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ coi tổng quan của vị trí đất này như thế nào. Đó. Đó, có các lô hướng Nam và hướng Bắc, đường hiện trạng là đường nhựa. Rồi, các anh chị thấy vị trí đất không? Rất là gần với đường, con đường nào đây các anh chị? Con đường quốc lộ 1A. Bây giờ cháu sẽ zoom ra nha. Đường quốc lộ 1A là một cái con đường huyết mạch của cả nước. Và hiện tại ở Cam Lâm, con đường này sẽ được quy hoạch mở rộng lên thành đường 72m. Hiện trạng ở đây là đường 62m nha các anh chị. Thì khách của cháu cũng đã mua những vị trí đất ở gần mặt tiền này rồi. Và chúng ta là mua đất, được tặng đất là được lời thêm cái phần diện tích này nữa. Rất là tiện dụng và có lời. Khách mua là có người muốn mua lại nhưng mà vì nhu cầu đầu tư nên là khách không không bán. Rồi bây giờ thì cùng cháu khám phá về các tiện ích ở đây nha. Ồ, rất là nhiều tiện ích. Như các anh chị thấy là trên màn hình là có rất nhiều cái màn hình chấm đỏ. Thì chúng ta sẽ đi từ trái sang phải nha. Để chúng ta không bỏ lỡ tất cả các tiện ích ở đây. Đây là con đường quốc lộ 1A nè. Bây giờ mình sẽ bấm vào. Thì nó nghiêm trên đây. Ở đây là làn đường. Các anh chị thấy không? Xe đi qua lại rất là tấp nập. Con đường này sẽ đi về thành phố Nha Trang nè. Và đi ra ngoài, qua ngoài Bắc. Còn đường hướng ngược lại này là sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Để chúng ta giúp xác định được phương hướng. Và ở đây là có đầm thủy triều nè. Bây giờ cho thể giới thiệu từ trái qua phải đầm thủy triều. Cách vị trí đất là 1,5 km. Thì đầm thủy triều được quy hoạch thành để sau này để phát triển khu du lịch sinh thái và phát triển về kinh tế ban đêm của huyện Cam Lâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh vào cái ghi màu đỏ như thế này thì sẽ có điều gì xuất hiện nha. Đó, đây là hình ảnh đầm thủy triều. Thì sắp tới sẽ có các dự án đảo nhân tạo là dự án casino thực hiện ở trên đây. Rồi, cái thứ hai là khu du lịch biển Bãi Dài. Thì khu du lịch biển Bãi Dài là thuộc top những vịnh biển đẹp nhất hành tinh. Nơi đây là có tập trung 45 dự án resort và hiện tại là có hơn 10 resort đã đi vào hoạt động. Hiện tại là vì dịch Covid nên là ảnh hưởng chung đến tình hình kinh tế của cả thế giới. Nhưng mà cháu nghĩ là sau khi dịch được kiểm soát thì lượng người dân ở cả nước Việt Nam và ở trên thế giới sẽ đổ về đây và du lịch nghỉ dưỡng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một resort. Các anh chị thấy không? À, trước khi đi về resort thì cháu sẽ cho bấm vào cái la bàn quyền năng này nè. Bấm vào ô chính giữa thì nó đưa chúng ta ra biển luôn mọi người ơi. Thì ngoài biển này nè. Đó, và biển này sẽ đi nhìn về phía Cam Lâm. Phía cái chỗ đất của chúng ta đang ở hướng biển nhìn vào. Đây là resort Diên Hà nè mọi người. Đó, còn chỗ đất nền Cam Hải Tây là ngay cái chỗ đây là đất nền Cam Hải Tây chúng ta đang nhìn về đó. Thì từ vị trí đất đó đi về biển này đi khoảng là 5 đến 6 phút thôi nha các anh chị, rất là gần luôn. Các anh chị ở xa không biết là gần biển thôi. Thì bây giờ nhờ phần mềm này các anh thể là đi du lịch tại nhà, đi xem đất tại nhà, rất là đơn giản. Rồi bây giờ nếu mà các anh chị muốn quay lại thì bấm vào cái màn hình lô đất này thì chúng ta sẽ quay trở về nè. Rồi chúng ta đã trở về nhà rồi nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi đến đâu nữa đây. Bây giờ hồi nãy thì trong đã bấm thử vào cái phần cái la bàn thì nó sẽ đưa mình đi ra biển. Bây giờ thì khám phá các resort ha. Bây giờ khám phá vô resort The An Nam đầu tiên nè. Cách chỗ vị trí đất là 7 km nè, bấm vào. Đây là resort The An Nam, rất là đẹp, đã đi vào hoạt động rồi nha các anh chị. Đây là đèo Cù Hin nè. Đó. Ở đây là có, chúng ta sẽ zoom lại nè. Thì sẽ thấy nè. Hiện tại có rất nhiều những người dân ở các tỉnh khác đã về đây nghỉ dưỡng và cách ly luôn. Vì có chế độ là kỳ nghỉ trong năm á, khi mà sở hữu các bất động sản dòng tiền. Đó, các anh chị ở đây là đã đi vào hoạt động rồi nha mọi người. Đó, biển rất trong xanh và cát trắng. Đây là hình ảnh thực tế, không hề photoshop một tí nào hết luôn. Rồi, bây giờ cháu sẽ zoom lại. Mình trở về lại cái ô bản đồ để trở về nhà mình tiếp tục.
Đó, đây là các resort dọc theo biển Bãi Dài. Thì ở đây chúng ta sẽ đi đến chỗ vòng xoay Đinh Tiên Hoàng này nha. Vòng xoay ở đây có điều gì? Đây, đây là sân bay quốc tế trước mặt các anh chị. Điểm xa nhất đó là chính là sân bay quốc tế Cam Ranh. Các anh chị khi ở xa di chuyển đến Cam Lâm bằng máy bay thì sẽ đáp xuống sân bay Cam Ranh, và từ vị trí này đi về cái chỗ vòng xoay Đinh Tiên Hoàng là mất 10 phút, chưa tới 10 phút di chuyển. Đi dọc theo đại lộ Nguyễn Tất Thành, là con đường này được mệnh danh là một trong những cung đường biển đẹp nhất tại Việt Nam, khi được quy hoạch là 4 làn xe và được mở rộng lên là 100 mét nha các anh chị. Đây, rất là đẹp. Bây giờ thì cho sẽ mở lên cho các anh chị thấy nè. Di chuyển rất là thuận tiện, đi từ sân bay quốc tế Cam Ranh đi một đường thẳng thôi thì sẽ đến chỗ vòng xoay Đinh Tiên Hoàng này. Rồi chúng ta sẽ đi tới tới con đường Đinh Tiên Hoàng, qua cái đoạn cầu mới, qua trung tâm hành chính của Cam Lâm và đến ngã tư quốc lộ 1A giao với con đường Đinh Tiên Hoàng, là con đường xương sống và huyết mạch tại Cam Lâm. Và chúng ta đi tầm khoảng 1,5 km nữa thì sẽ đến vị trí đất Cam Hải Tây của mình. Thì ở đây có tiện ích gì? Ở đây sẽ có ha. Khi mà các anh chị đầu tư thì hội tụ cả ba yếu tố là tam cận, nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Nhất cận thị là rất là gần với trung tâm, ví dụ như là chợ Cam Đức, là thị trấn Cam Đức là trái tim của huyện Cam Lâm. Thứ hai là chợ Cam Hải, là chợ rất là gần với Cam Đức, là phục vụ cho người dân ở khu vực này, ngay ngã tư rất là sầm uất. Thứ ba là trung tâm hành chính của huyện Cam Lâm, cơ quan liên cơ đầu não đều tập trung ở đây hết. Và thứ tư, nhị cận giang là gần với đầm thủy triều nè, cách đầm thủy triều 1,5 km. Các anh chị thấy diện tích mặt đầm ở đây là 2.500 hecta, gấp 5 lần diện tích nước ở Hồ Tây. Và cái thứ hai là rất là gần với biển Bãi Dài và không khí vô cùng thoáng đãng, phù hợp để nghỉ ngơi nghỉ dưỡng. Nếu các anh chị đầu tư mà sau này không muốn bán lại và muốn là nó như một căn nhà thứ hai để có thể là chúng ta về đây sinh sống mỗi khi mà thời tiết ở ngoài Bắc khắc nghiệt, hoặc là những tỉnh ở phía Nam muốn về đây nghỉ dưỡng vào những tháng mùa hè, rất là thuận tiện đúng không các anh chị. Và đi qua một đoạn cầu mới thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái chỗ trung tâm hành chính Cam Lâm. Thì các anh chị biết là trung tâm hành chính Cam Lâm là nơi có để chế độ riêng tư, không được quay phim camera, nên là chúng ta chỉ biết vị trí, chúng ta không thể đến chỗ này quay phim chụp ảnh được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái đoạn cầu mới nha. Đây, Châu đang đứng cái chỗ đoạn cầu mới này. Đây là cái đoạn cầu duy nhất nối với chỗ Cam Lâm đi về khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, con đường duy nhất và độc đạo. Hồi nãy là mình đứng cái chỗ vòng xoay Đinh Tiên Hoàng này, hay còn gọi là vòng xoay Gạc Ma. Bây giờ đang đứng ở chỗ cầu mới này, nhìn ra các biển Bãi Dài, là cái resort rất là đẹp các anh chị. Đây là những hình ảnh thực tế, không hề photoshop nha các anh chị. Đó, đây là đầm thủy triều, chúng ta đang đứng trên đoạn cầu mới và nhìn thấy được tất cả luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta đến khu vực chợ Cam Hải để khám phá các tiện ích ra. Rồi, khu vực chợ Cam Hải này có gì? Nó nằm ngay chỗ nút giao giữa con đường Đinh Tiên Hoàng nè. Con đường này là có hai giai đoạn. Một giai đoạn là 40, được mở rộng là 40 mét rồi. Còn giai đoạn thứ hai ở đây là quy hoạch 10 mét. Cái tổng chiều dài cái đoạn này thì có 7 km thôi nha các anh chị. Còn đây là cái chỗ quốc lộ 1A này. Đây là khu vực chợ Cam Đức nè. Khu dân cư các anh chị zoom lại nha. Rất là đông đúc luôn. Hiện tại cái khu của chúng ta, tại sao các anh chị nên đầu tư tại khu vực này? Tại vì bây giờ dân cư thưa thớt, mà khi các anh chị đầu tư á, thì người dân mới tập trung đổ về đây, thì giá bất động sản ở đây mới tăng. Còn nếu anh chị đã đầu tư vào những khu vực đông dân cư thì không còn yếu tố nào để thúc đẩy giá trị bất động sản tại khu vực đó tăng nhiều nữa. Thì cho chia sẻ thêm cho các anh chị nha. Rồi, tại vị trí này các anh chị có thể thấy được điều gì? Ở đây nè, ngay cái góc ngã tư này nè, là trung tâm y tế nè, ở đây là chợ nè, và bên khu vực này đó chính là trường học, những trường lớn của huyện Cam Lâm luôn. Còn phía bên này nha, phía bên này cái đường mà hướng đi ra biển các anh chị, thì dọc theo cái tuyến này á là cái trung tâm cơ quan đầu não của huyện Cam Lâm này, vì không có thể là chụp tại nơi được đó. Thì ngay cái khu vực này là cũng có nhiều cơ quan đài truyền hình nằm tập trung ở đây rất là nhiều. Ví dụ các anh chị về đây nghỉ ngơi ăn uống thì dọc trên đường này có rất là nhiều nhà hàng, khách sạn, hải sản rất là tươi ngon. Và bây giờ thì
Châu đã giới thiệu khái quát hết tất cả những cái vị trí quan trọng ở đây. Và bây giờ thì còn một cái chỗ chợ Cam Đức nữa. À, chợ Cam Đức thì không mở lên được. Rồi. Đó, các anh chị thấy rất là dễ dàng. Bây giờ thì sau khi đã tham quan hết thì Châu sẽ cho các anh chị thấy ở đây có cái phần ba gạch này. Ba gạch này sẽ có gì trong đó? Thứ nhất là nếu mà chúng ta có cái kính thì chúng ta sẽ đeo vào nhìn được. Ở đây thì có cái mật bật âm thanh lên. Thì trong cái lúc mà Châu nói thì Châu cũng đã gắn mic nên có thể là các anh chị không muốn nghe nhạc đó thì mình có thể tắt. Còn mình để nhạc thì nó cũng nghe cũng rất là thích. Còn ở đây có cái phần cái dấu này này. Nếu mà mình thấy cái nhiều ô đỏ quá thì mình không thích đó thì mình có thể tắt. Thì mấy cái ô này, mấy cái tiện ích này nó sẽ không xuất hiện, mình chỉ xem hình thôi. Còn nếu mà mình muốn giới thiệu cho những người thân của mình, muốn hỏi ý kiến của mọi người á thì mình có thể mở lên cho cả nhà mình cùng xem được. Rồi đây là cái mắng thoát ra, thoát vô màn hình ha. Thì tất cả các tiện ích đó thì Châu đã hướng dẫn cho các anh chị rồi. À, khi mà các anh chị đi sử dụng phần mềm này sẽ giúp cho các anh chị có thể sử dụng được phần mềm một cách tốt nhất. Còn cái khu vực Cam Lâm thì giá đầu tư hiện tại là cho thấy nó tăng lên từng ngày, và có dựa trên các yếu tố rất là quan trọng. Hy vọng với chia sẻ của Châu sẽ giúp các anh chị có thêm một cái kênh thông tin, một cái cách sử dụng phần mềm app rất là tuyệt vời để có thể là khiến cái công việc đi đầu tư tìm kiếm bất động sản của mình được cách tốt hơn. Cảm ơn các anh chị đã xem hết phần review. Cảm ơn các anh chị đã xem hết phần video này. Nếu các anh chị có thắc mắc gì thì hãy inbox hoặc liên hệ trực tiếp với Châu theo số điện thoại nha. À, số điện thoại của Châu là 0907 063 246. Cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những phần video chia sẻ tiếp theo.